Đám cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt, lãng mạn và đẹp như cổ tích. Cách đi ăn cưới còn trúng vàng. Cô dâu xinh đẹp nền nã khác hẳn vẻ lý lắc thường ngày, chú rể xúc động khi đọc tâm thư. Đã luôn yêu thương, tao bên cạnh anh. Anh xin cảm ơn em, dạ của anh, anh yêu em. Giang khách mời quậy banh đám cưới. Say oh yeah! Minh Tú bắt được hoa cưới của Puka, chuyến này chị về lấy chồng liền. Hòa Mizi đẹp chấn động trong tấm ảnh của Độ Mizi. Duy Khánh khóc cạn nước mắt khi cô dâu chú rể thành vợ thành chồng. Có Trường Giang nhưng không có Trấn Thành. Lan Ngọc xuất hiện nhưng Diệu Nhi lại không đến. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì Jin Tuấn Kiệt và Puka đã chính thức cử hành hôn lễ đẹp như cổ tích bên bờ biển. Trong ngày trọng đại, Puka đẹp nền nã với bộ đầm cô dâu, khác hẳn với vẻ lý lắc thường ngày. Sánh đôi bên cô là Jin Tuấn Kiệt. Anh chàng chọn bộ vest màu hồng, đúng tông màu mà Puka thích. Trước mặt gia đình và bạn bè, Jin Tuấn Kiệt đã có những lời nhắn nhủ đầy xúc động đến người thương. Nam nghệ sĩ chỉ dành lời ngọt ngào đến vợ của mình, còn lời thề anh không nói vì cho rằng nhiều khi đó chỉ là lời nói suông. Cả hai đã có khoảnh khắc vô cùng xúc động trong những tràng vỗ tay của mọi người. Góp mặt tại đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka, dàn sao Việt đình đám gồm Trường Giang, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ Hứa Minh Đạt, Minh Tú, Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Duy Khánh, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm đều đã đến từ sớm, chuẩn bị kỹ càng để tham dự đám cưới của cặp đôi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất đó là sự vắng bóng của nam diễn viên Trấn Thành cùng vợ Harry Won. Có thể do cặp đôi bận việc nên không thể tới Cam Ranh chung vui. Trong khi đó, hai người chị em thân thiết của Puka là Diệu Nhi và Khả Như đều vắng bóng. Với Khả Như thì fan nói do cô bận bên đám cưới của Phương Lan. Còn Diệu Nhi trước đó fan cũng kêu do nữ nghệ sĩ bận thi đạp gió rẽ sóng. Tuy nhiên, tại đám cưới thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng đang tham gia chương trình này đã đến chúc mừng cho Puka, vậy không cớ gì mà Diệu Nhi lại chẳng tới được. Điều này làm cư dân mạng khó hiểu, cho rằng tình cảm chị em của hai người bị sứt mẻ. Tạm gác lại câu chuyện về những nghệ sĩ vắng mặt, đám cưới của Puka, Jin Tuấn Kiệt cũng đã rất xông tụ khi sở hữu nguyên dàn sao Việt tham gia. Lê Dương Bảo Lâm vô cùng nhiệt tình bởi anh không ngừng quay phim, cập nhật tin tức. Cảm giác như Dương Lâm chuyến này đi làm TikToker, chứ nào phải ăn cưới. Thậm chí, đến menu đãi khách cũng được anh cập nhật, đặng cho dân mạng được ăn cưới online. Trong khi đó, dàn nữ nghệ sĩ cũng có màn khoe sắc cực đỉnh tại đám cưới của Jin Tuấn Kiệt, Puka, Khánh Vân, Minh Tú đều có được những khoảnh khắc xinh đẹp, cực keo tại đám cưới. Hòa Minzy nhờ có Độ Mizi chụp cho tấm hình để đời, khoe được đôi chân dài cùng dáng cực chuẩn. Không biết nữ ca sĩ có chỉnh tí nào không mà được dân mạng khen hết lời. Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Lily, Misty hay các chị lớn như Thu Trang, Lâm Vĩ Dạ ai nấy đều đẹp xuất sắc trên từng khung hình. Một điều nữa khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, đó là tại đám cưới, Minh Tú đã tuyên bố rằng nếu cô lấy được hoa cưới của Puka thì sẽ lấy chồng. Mặc dù nàng siêu mẫu bắt được hoa, nhưng với cái kiểu hứa xong chạy làng như Minh Tú thì giờ fan chẳng còn tin nữa. Dù sao cũng xin được ít vía từ Puka để sớm lên xe hoa.